Rồi quý vị, cái combo này là combo 432 nha quý vị. 7 cây tổng hợp, 500 bao phí ship ha. 6 cây chủ lực. Cây cuối cùng là tặng khuyến mãi cây chăn sen. Rồi tôi quay cho quý vị coi từ cây luôn nha. Anh nào có mua thì vui lòng chuyển khoản trước ha, tỷ lệ lon bò hút nè. Đó. Quay từ đây quay qua nha. Trong đây nó có 3 cây có chậu luôn nha quý vị. Đó. Mấy cái này là 20 mấy ngàn cái chậu nha quý vị. Có cái này là chậu, cái chậu không là 30 ngàn luôn đó. Rồi đây là cây số 1. Cái kim giòn nha quý vị. Kim giòn thì bông dữ lắm nha, tàn thiên nhiên luôn ha, một cây. Này không có nhiều đâu, mấy cái loại này hết hàng không có nhiều. Cây cây số 2, cây sơn liễu. Cây số 3 là dâm bụp đài loan. Cái chậu này không là 30 ngàn rồi nha quý vị. Đó. Bữa hổm tôi cũng có thì chi anh kia mấy cái anh bán tôi 50 ngàn luôn. Con này tôi mua trên mạng về nha quý vị, 30 cái nha. Mua về còn 2 triệu mấy tiền chậu mà bể hết 4-5 cái, 5 cái chậu như vậy luôn. Đó, lỗ vốn luôn nha quý vị. Cây này là cây ngâu nha, có cái bông màu vàng, có cái củ quái luôn nè. Cây số 5 là một cây kim ba xưa ha. Nè, đó. Tàn rất là đẹp nha, cái là kim ba xưa với kim giòn nè. Hai cái nó khác biệt nha, lá là cái kim ba xưa là nó đẹp hơn nha. Nhưng mà bông thì nó không có nhiều bằng kim giòn nha. Cái nào nó cũng có cái lợi thế của nó hết ha. Cây số 6 là một cây linh sam 86 nha. Linh sam 86 gin nha. Siêu già luôn nha. Cái này về cắt nước chừng 2 ngày không tưới ha. Cho nó khô thì khô, nó xào lá luôn ha. Bắt đầu nạp nước vô cho no, thiệt no là nó ra bông, bông tím ghiệm cây luôn nha quý vị. Rồi 6 cây. Còn cây này cây khuyến mãi nha nha. Rồi xuống luôn nha quý vị. 7 cây là 500 bao cái ship á. Rồi xuống luôn.